Hello, xin chào các bạn. Tiếp tục với những diễn biến của giải đấu Speed Chess Championship trên chess.com. Hôm nay mời bạn theo dõi trận đấu chung kết giữa cựu vua cờ Manukasen và cựu thần đồng Alizeza Fizuza. Thể loại cờ chớp 3 cộng 1 thì có một ván, hai bên cùng phong hậu dẫn đến việc trên bàn cờ xuất hiện tận 4 quân hậu. Thế liệu 4 hậu đấu nhau thì chiến thắng sẽ thuộc với ai? Mời các bạn theo dõi ngay sau đây. Ở ván này, Alizeza Fizuza được cầm quân trắng đi trước anh mở màn với nút tốt E4. Manukasen đáp trả bằng nút tốt E5. Tiếp theo, trắng đi mã f 3 tấn công E5. Đen đi mã C6 bảo vệ E5. Trắng phi tượng lên C4 hình thành khai cuộc Italy. Đen phát triển mã F6 tấn công E4 triển khai biến phòng thủ hai mã. Trắng để tốt D3 bảo vệ E4 và mở đường cho tượng phát triển. Đen lên tượng E7 chuẩn bị nhập thành. Trắng phát triển tiếp mã C3. Đen để tốt D6 củng cố thêm cho tốt E5 và mở đường cho tượng phát triển. Trắng đẩy tốt A3 Đen nhập thành Trắng chưa vội nhập thành mà phát triển tượng E3 Đen là tượng E6 gạ đối tượng Trắng không đổi tượng với đen Mà nhảy mã D5 chiếm trung tâm Tượng đen ăn luôn mã trắng Tốt trắng là lại tượng đen và tấn công mã đen Nếu đen chạy mã A5 tấn công tượng trắng Thì trắng chạy tượng A2 dọa đẩy tốt B4 bắt chết mã đen Do đó đen chạy mã B8 Sau đó sẽ nhảy lên D7 Trắng lùi tượng về A2 Đen theo hoạch nhảy mã B lên D7 Trắng để tốt D4 gạ đổi Đen không đổi tôi trắng Mà để tốt E4 tấn công lại mã trắng Trắng chạy mã D2 Đen để tốt B5 Ngăn mã trắng nhảy tiếp lên C4 Trắng lên hộ E2 tấn công tốt đen B5 Đen để tốt A6 bảo vệ Trắng lên tượng G5 tấn công mã đen Mở đường cho hậu và mã tấn công tốt đen E4 Đen nhảy mã B6 Xong mã kết hợp tiêu diệt tốt trắng D5 Trắng đổi ngay tượng lấy mã ảo đen Tượng đen ăn lại tượng trắng và tấn công tốt trắng D4 Trắng để tốt C3 bảo vệ D4 Đen dịch sẽ sang E8 kiểm soát cột mở E Mã trắng an E4 Và đây là một sai lầm nghiêm trọng Một nước đi blunder Bởi vì mã trắng bị ghim không thể nhúc nhích nếu tận dụng được sai này like, thì đen nên đi tượng H4 mở đường cho tốt lên F5 bắt chết mã trắng. Trắng nhập thành thì mã vẫn bị ghim, đen vẫn đẩy tốt F5 bắt chết mã trắng. Trường hợp trắng để tốt G3 đuổi tượng đen thì tốt đen vẫn F5 tấn công mã. Trắng không thể ăn tượng đen được bởi vì xe đen ăn mã trắng bắt chết đậu trắng. Nói chung kiểu gì trắng vẫn mất không còn mã. Tuy nhiên ở ván cờ thực tế đen không đi tượng H4 mà lấy tượng ăn D4. Và đây là một cơ hội bị bỏ lỡ. Trong cái cơ hội này tốt trắng ăn ngay tượng đen Đen từ F5 tấn công mã trắng. Trắng nhập thành Caden ăn mã trắng, trắng chạy hậu C2. Nếu C đen ăn D4 thì hậu trắng ăn F5, đổi một quân tốt bình thường lấy một quân tốt chồng thì không hay chút nào. Do đó, đen hậu D7 bảo vệ tốt em 5 cái đã, sau đó mới ăn tốt trắng D4. Trắng bình sẽ a sang C1 chồng quân hậu tấn công tốt trắng C7. Lúc này, đen lên bình xe C8 bảo vệ tốt nhưng mà thực tế thì đen lại lùi xe về E7 để bảo vệ tốt và không gây uy hiếp được cho tốt trắng D4 nữa. Trắng có xe E1 gạo đổi xe. Nên đổi ngay xe với trắng. Xe trắng ăn lại xe đen và kiểm soát được còn mở E. Đây mình sẽ E8 gạo đổi tiếp. Không cho trắng kiểm soát được một mở chiến lược này. Trắng không đổi xe với đen. Mà phi xe đến E6 chặn đường hậu đen bảo vệ tốt E5. Nếu đen đổi xe với trắng thì tốt trắng lại xe đen và tấn công hậu đen dọa lên tiếp e7 chiếu mở. Đen treo e7 chặn đường tốt trắng tiến lên thì trắng thí hậu ăn c7. Đen chắc chắn phải qua vua f8 bảo vệ hậu và chịu mất mã. Bởi vì nếu đen tham lam ăn hậu trắng thì trắng để tốt e7 chiếu mở, hậu hay mã cản chiếu thì hậu trắng hồi sinh chiếu hết. Mà đen chạy vua g8 thì tốt trắng thì chỉ còn phong xe thôi là cũng đủ chiếu hết. Do đó ở ván cờ thực tế Đen không dám đổi xe với trắng Mà để tốt G6 bảo vệ F5 Trắng dựng tốt H4 dọa lên tiếp H5 Thí tốt nhằm phá hủy hàng tốt che chắn trước mặt vua đen Ở đây thì đen nên chạy vua sang F8 Tránh đường tấn công của tượng trắng và bảo vệ xe Nhưng thực tế đen lại chạy vua lên G7 Và đây là một sai lầm Nếu tận dụng được sai lầm này Trắng nên đổi ngay xe với đen Đương nhiên, hậu đen sẽ phải ăn lại và không thể bảo vệ được tốt C7 nữa. Hậu trắng ăn C7 chiếu bắt mã. Mã đen D7 cản chiếu thì hậu trắng ăn D6 tiếp tục tấn công tốt A6. Tốt D5 sẽ trở thành tốt thông. Lợi thế sẽ nghiêng về bên trắng. Tuy nhiên ở ván cờ thực tế, do chỉ là cờ chớp nên trắng đã không nhìn ra nước đổi xe với đen mà lại tay nhanh hơn áo đẩy tốt H5 gạ đổi. Rồi tiếp tục là một cơ hội bị bỏ lỡ. Lúc này thì đen nên dịch xe sang F8 hay lên xe E7 cũng được. Nhưng thực tế đen lại đi đổi xe với trắng. Và đây cũng là một sai lầm. Cho lúc giờ này, tốt trắng ăn xe đen. Đen chạy hậu E7. Tiếp theo trắng nên đẩy ngay tốt D5 bảo vệ tốt thông. Nhưng thực tế trắng lại lùi hậu xuống C1. Không hiểu định làm gì nhưng đây rõ ràng là một sai lầm. Chốt lúc sau này đen đẩy ngay tốt D5 ngăn không cho hai tốt của trắng bảo vệ lẫn nhau. Sau đó sẽ lấy hậu tiêu diệt tốt thông của trắng. Ngoài ra ở đây thì đen cũng có thể ăn luôn tốt trắng H5, hậu trắng ở C7, à, hậu trắng ở C1 rồi thì cũng không ăn được tốt F5 nữa. Trong phiêu đen F4 gây sức ép lên tốt đen C7, làm cho hậu đen chưa dám ăn tốt E6. Đen hậu D6 gạ đổi hậu. Đổi hậu xong thì chắc chắn tốt thông của trắng không thể giữ được. Do đó trắng không đổi hậu với đen mà lùi về E3 bảo vệ tốt thông. Đen vua F6 kết hợp với hậu bắt chết tốt thông của trắng. Biết là không thể bảo vệ được tốt, trắng phiệu lên H6 bắt lại tốt đen H7. Hậu đen ăn E6, hậu trắng ăn H7, tấn công đôi tốt đen C7 và G6. Tốt đen ăn H5, trắng chưa vội ăn tốt đen C7 hay là H5. Mà dịch vua sang F1 tránh bị hậu đen E1 chiếu bắt tốt F2. Lúc này đen có thể lùi hậu về F7 bảo vệ cả hai tốt và gạ đổi hậu. Nhưng thực tế, đen hiệu E4 tấn công tô trắng D4 và ngăn tượng trắng B1. Hậu trắng ăn H5. Đen nhìn mã C4 chiếm hảo địa thế. Hậu trắng H8 chiếu, đen chạy vua E7. Hậu trắng G7 chiếu tiếp, đen chạy vua D6. Hậu trắng F6 chiếu tiếp, đen chạy vua D7. Ở đây, trắng nên lấy hậu ăn tốt đen A6, dọa ăn tốt B5 chiếu tiếp thì sẽ có tốt thông. Nhưng thực tế trắng lại đi đổi tượng lấy mã của đen Tưởng rằng đổi một quân tự yếu lấy một quân mã mạnh là chuẩn bài rồi Nhưng trong trường hợp này thì lại là một sai lầm nghiêm trọng Một nước đi ngân đủ Nếu tận dụng được sai lầm này Đen phì ngay hiệu xuống B1 chiếu Buộc là vua trắng phải chạy lên E2 Hậu đen ăn B2 chiếu tiếp Chạy vua lên hàng ngang số 3 thì hậu đen sẽ ăn A3 chiếu tiếp Nhưng trắng chạy vua xuống hàng ngang số 1 hậu đen B1 chiếu tiếp và bảo vệ tốt F5. Sau đó mới ăn lại tượng trắng. Đen lợi hơn trắng hẳn một tốt thông. Vua cũng có thể giúp vào hàng tốt này tránh bị hậu trắng chiếu liên tục. Lợi thế sẽ nghiêng về bên đen. Tuy nhiên ở ván cờ thực tế do chỉ còn vài giây ngắn ngủi cho nên đã không xuống hậu B1 chiếu mà lại tay nhanh hơn não ăn luôn tượng trắng. Và đây cũng là một cơ hội bị bỏ lỡ. Chốt đây cội này Trắng chạy vua G1 Giờ hậu đen có B1 chiếu Thì trắng chạy vua H2 Hậu đen ăn B2 Thì hậu trắng ăn E5 chiếu Đến lượt trắng lại là bên chiếu trước Nên vua đen sẽ bị chiếu liên tội Và không thể phòng cấp được Ván cờ sẽ hòa Do đó đen không xuống hậu B1 Mà đẩy tốt A5 tránh bị hậu trắng ăn mất Trắng đẩy tốt F3 tấn công hậu đen Hậu đen E1 chiếu Trắng chỉ có nước duy nhất là chạy vua H2 đến lùi với e6 gạ đổi hậu. Đổi hậu thì chắc chắn một trong ba quân tốt cánh hậu của đen sẽ phong cấp được. Do đó trắng không đổi hậu mà chạy g7 chiếu, đen chạy vua c6 thì trắng hết chiếu. Trắng đến tốt g4 gạ đổi để có tốt thông. Tốt đen ăn g4, tốt trắng ăn lại g4, đen đẩy tốt b4 gạ đổi. Tốt trắng ăn b4, tốt đen ăn lại b4, trắng đẩy tốt g5. Lúc này đen nên đẩy tốt xuống c3 gạ đổi tốt trắng ăn C3 thì đen không nên ăn lại sẽ rơi vào tầm tấn công của hậu trắng. Đen nên đẩy tốt xuống B3 trở thành tốt thông sắp sửa phong cấp sẽ gây ra rất nhiều khó khăn cho trắng. Trắng sẽ phải dịch hiệu sang H7 ngăn tốt đen phong cấp. Đen đẩy tốt B2, hậu trắng B1 cản, hậu đen E2 chiếu và bảo vệ tốt thông. Sau đó qua D2 rồi xuống C1 bảo kê cho tốt phong hậu này trắng sẽ toang. Tuy nhiên ở ván cờ thực tế đen không đẩy tốt C3 mà lại đi hậu D6 chiếu, trắng chạy vua H3, hậu đen lại 6 chiếu tiếp, trắng chạy vua G3, hậu đen lại 3 chiếu tiếp, trắng chạy vua G4. Mấy nước chiếu vừa rồi của bên đen đều là sai lầm hết bởi vì không giải quyết được gì mà lại còn tạo cơ hội cho vua trắng tiếp cận dần để bảo kê cho tốt không. Giờ đen mới đẩy tốt C3 gạ đổi, tốt trắng ăn C3, tốt đen ăn lại C3, hậu trắng F6 chiếu mở đường cho tốt G5 tiến lên. Ở đây đen nên chạy vua B7 là trắng hết chiếu Nhưng vì không có nhiều thời gian cho nên đen chạy vua D5 Và đây là một sai lầm Nếu tận dụng được sai lầm này trắng nên đẩy ngay tốt G6 chạy đua phong cấp Nhưng thực tế trắng lại tiếp tục tay nhanh hơn áo đi hậu F5 chiếu Và đây lại là một nước đi ngân đủ nữa Trong cái sai lầm này vua đen ăn luôn D4 Hậu trắng D7 chiếu đen chạy vua C4 Hậu trắng ac C7 chiếu tiếp đen chạy vua D3 nếu tiếp tục chiếu nữa là hậu đen sẽ cản chiếu ép trắng phải đổi hậu chuyên giờ trắng mới để tốt g6 nhưng đã quá muộn đen đẩy tốt c2 trắng đẩy tốt g7 tốt đen phong hậu nếu trắng vội vã phong hậu ngay thì hậu đen g1 chiếu bắt chết quân hậu mới sinh của trắng chuyên trắng chưa vội phong hậu mà điệu d8 chiếu một phá đạn để ní kết song hậu đen chạy vua e2 lúc này trên bàn cờ xuất hiện bốn quân hậu nhưng mà vị trí của vua trắng lại quá hở trong khi đến lượt đen đi. Và sau vài nước đi nữa thì biết là cô cố gắng cũng sẽ bị chiếu hết mặt thôi. Cựu thần đồng Alizeza Fizuza đành chịu thua. Như vậy ở ván này liên tiếp là những sai lầm và những cơ hội bị bỏ lỡ đặc biệt ở giai đoạn cuối trận. Tuy nhiên thì củ sen đánh vẫn chuẩn hơn và giành được chiến thắng. Trận chung kết khép lại với chiến thắng áp đảo nghiêng về Manu của Sen. Anh vẫn chứng tỏ mình là một con quái thú của rừng rú. Với chiếc vô địch này thì Sen bỏ túi 60.000 đô, tương đương khoảng 1,5 tỷ đồng Việt Nam. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.